Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình React.js cơ bản. Thì bữa nay là buổi 25 thì tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một cái template website và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái đằng Gaussian để mà demo cái việc mà chúng ta di chuyển giữa các trang khác nhau. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái tool viết source code lên và bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm. Thì ba cái phần trong file app này tôi sẽ xóa đi. Rồi bữa trước thì ở mấy trong cái mấy cái file demo trong cái file index.js này thì mấy cái router này tôi sẽ bỏ đi này, tôi sẽ Ctrl Z để mà trả lại cái suộc nó như ban đầu. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra cái phần menu header này ở bên này. Thì ở trong cái folder src này tôi sẽ tạo ra một cái folder là component này. Rồi trong cái component này tôi sẽ tạo ra một cái file là header.jsx này. Thì ở bữa trước thì ở cái project là demo second project thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn tạo ra một cái menu header thì tôi sẽ copy nó qua này. Đây, tôi sẽ copy cái code bên này qua này. Rồi tôi cũng copy cái code SCS này qua luôn này. Đây, trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file nữa này header.cs. Rồi tôi đi cho save này. Thì tôi bây giờ tôi sẽ đi gọi cái header này ở trong cái file app.cs này. Đó, thì tôi sẽ import cái file header cho nó như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi cho save này. Ngoài ra tôi cần phải cài đặt cái thằng sát nữa, nó đang báo lỗi ở cái thằng sát này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi cài đặt cái thằng sát này, thì tôi sẽ có lệnh jan add sát để cài đặt. Rồi bây giờ nó đã cài đặt xong, thì bây giờ tôi sẽ jan tạt lại cái đồ jet này. Đó, thì cái trang cái ứng dụng của tôi giờ nó tạo như vậy. Tuy nhiên thì nó có một số cái style không được đẹp lắm thì tôi sẽ đi chỉnh lại này. Thì cái chỗ này nó cái phần menu header này nó có khoảng ở trên này thì tôi sẽ đi chỉnh lại cái margin top cho cái thẻ body. Đây, trong cái file app.js thì mấy cái không cần thiết tôi sẽ bỏ đi này. Và tôi sẽ có cái thẻ body thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ body là margin top là bằng âm 21 pixel. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Đó, thì bây giờ cái khoảng trống ở bên trên thì nó đã mất rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như là trong cái file app.js này thì bây giờ ở chỗ này tôi sẽ cho nó thẻ div này. Div này tôi sẽ có cái dùng để mà show lên cái phần main content ở giữa giữa này. Rồi theo thì chỗ này tôi sẽ có cái component là footer. Rồi để phân biệt được cái giữa cái phần main content với lại cái phần footer thì tôi sẽ có cái thẻ HR. HR là tôi sẽ show lên một cái đường kẻ để phân biệt. Rồi theo tôi sẽ đi tạo ra cái footer component này. Thì trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file là footer.jsx chẳng hạn. Rồi tôi sẽ gõ là rsf rồi tôi nhấn enter. Ở trong này chẳng hạn như là tôi sẽ để một cái H2 và nó show lên cái test là footer chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Rồi bên này tôi sẽ import cái footer này vô này. Rồi tôi cho save này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái footer nó show lên như vậy. Rồi cái phần main main content ở giữa thì chẳng hạn như là chỗ này tôi sẽ cho nó cái style. Tôi sẽ cho nó cái hay. Bằng 80 vi hay chẳng hạn. Đó. Rồi tôi cho save này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái phần main content này nó đã sâu động lên rồi này. Đây là phần footer này. Rồi chẳng hạn như là cái chỗ cái
Wi-Fi A2CS này thì cái thẻ app này tôi sẽ bỏ nó đi. Ok, cho cái app bằng app này tôi sẽ bỏ đi này. Rồi tôi cho save này. Đó thì cái giao diện bây giờ nó sẽ sâu như vậy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái đằng router để mà apply cho cái việc mà chúng ta di chuyển giữa các trang khi mà chúng ta click vô cái phần menu ở trên header này. Thì chúng ta cần phải sử dụng cái thằng Roger Router, thì các bạn phải vô cái trang react-router.com này và các bạn vô cái mục Roger Router để tìm hiểu này. Đó. Thì thường thường để mà xử lý cái việc điều phối giữa các trang thì chúng ta sẽ thường thường sử dụng cái thằng Roger Router này là phổ biến nhất. Thì bây giờ tôi sẽ đi xuống nữa sau, tôi sẽ copy chỗ này này. Tôi sẽ vô cái file index.js này. Bây giờ tôi sẽ bỏ nó vô đây. Rồi tôi sẽ import. Tôi sẽ import bằng tay đi. Nó không hiểu thì tôi sẽ import nó bằng tay. Đây tôi sẽ import nó từ cái thằng React Router DOM như vậy. Đó, và tôi sẽ bỏ cái app component của tôi vô cái thằng Roger Router này. Rồi tôi cho save này. Rồi, tiếp theo thì ở bên cái trang header này thì để mà di chuyển giữa các trang thì đối với mỗi trang thì chúng ta cần phải tạo ra một cái root. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ tạo ra một cái group như vậy. Tôi sẽ import nó rồi. Và tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là path này. Tôi sẽ vô cái đường dẫn là xoẹt này. Xoẹt tức là vô cái trang home này. Đó. Và tôi sẽ gọi cái component. Và tôi sẽ cho nó cái component home. Đó, thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái component home, cái page home. Thì chẳng hạn như trong folder etc này tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder page này. Và tôi sẽ tạo ra cái component home này. Đó. Tôi sẽ tạo ra cái file home.jx này. Tôi sẽ gõ rsf và tôi nhấn enter để nó tạo ra cái component cho tôi này. Chẳng hạn như chỗ này tôi có thể h2 này. Và tôi sẽ để ở đây là home page chẳng hạn. Đó, rồi tôi cho save này. Rồi bên này tôi sẽ import cái file home vô này. Đó thì tôi giải thích cho các bạn là thì khi mà chúng ta nick vô cái route từng nghĩ cái path là xoẹt như vậy thì chúng ta sẽ render ra cái trang home này. Rồi tôi cho save này. Rồi ngoài ra thì cái trang cái file header.jsx này thì tôi cần phải update lại ở chỗ này thì tôi sẽ cho lại cái giá trị vô chỗ này là xoẹt này. Đó. Cái test home này tôi phải để vô trong mấy cái trong cái thẻ A như bài này. Rồi chẳng hạn là như ứng với cái menu thứ hai là menu about này thì tôi sẽ duyệt cho about này. Đó. Rồi cái test tôi cũng update lại bữa trước cái chỗ này cái test tôi để sai. Đó, tương tự mấy cái menu khác thì tôi cũng có cái URL tương ứng với nó chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ update lại cái test này. Thì mấy cái chỗ href này tương tự thì mấy cái page khác, mấy cái menu khác thì các bạn cũng update lại cái URL tương ứng. Còn trong cái project của tôi thì tôi sẽ demo cho các bạn hai cái menu home và about thôi. Thì nên là mấy cái menu này tôi sẽ để là cái dấu thăng như vậy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi cho save này. Rồi, bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Thì nó đang báo lỗi là nó kêu là cái rau này nó chỉ là được sử dụng như là một cái phần tử con của cái thằng root có s này này. Đó, thì tôi sẽ đi bao nó lại cái chỗ trong cái file app này, cái chỗ root này tôi sẽ bao nó lại ở trong cái root cha này.
tôi sẽ import cái root root cha root có s này. Đó, thì cái đây là một cái root con thì tôi sẽ di chuyển cho vô cái root cha là cái root có s, tôi sẽ bao nó ở ngoài như vậy. Đó. Rồi bây giờ tôi cho save này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là hết lỗi rồi này. Đó. Đó, chẳng hạn như tôi đi cho cái menu home này. Đó, thì nó sẽ show lên cái homepage như vậy. Ví dụ about này. Thì nó sẽ chuyển cái URL đến cái chuyện about như vậy. Tuy nhiên là cái trang about tôi chưa có tạo ra thì là nó không có show lên gì. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ copy chỗ này này. Rồi chỗ này tôi sẽ chuyển chỗ about này. Đó, rồi tôi sẽ có cái component about. Rồi tiếp theo thì trong cái for the pay tôi sẽ tạo ra cái file about.txt này. Đó, rồi tôi sẽ có rss này, tôi nhấn enter này. Rồi tương tự chỗ này tôi có cái thẻ h2 này và tôi sẽ để chỗ này là about pay chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Rồi. Đó. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái trang app mà tôi sẽ import cái trang about rồi này. Đó. Rồi tôi cho save này. Rồi, bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Đó thì các bạn thấy là nó show lên được cái test ở about page cho tôi rồi này. Đó. Rồi tôi đích lại cái menu home này. Đó thì chỗ này nó show lên là home page này. Đó, click chỗ about này. Đó, thì nó show lên là about page này. Đó, thì tương tự thì các bạn có thể làm cho mấy cái menu khác của các bạn như là about work, service vân vân. Đó, thì bữa nay tôi chỗ này thì tôi chỗ cái file header.jx thì tôi chỉ demo cho hai cái menu home và about us thôi. Đó thì tương tự thì mấy cái menu khác thì các bạn cũng apply tương tự, các bạn cũng update mấy cái URL này tương tự cho nó. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn demo tạo ra một cái template website sử dụng với lại thằng Routing. Thì đây chỉ là một cái demo cơ bản. Thì ngoài ra thì cái trường hợp liên quan đến Routing này thì nó còn rất là nhiều các thành phần khác nhau. Ví dụ như là khi mà các bạn đi do một cái đường dẫn không xác định nào đó chẳng hạn, bị bạn nào đó thì chúng ta cần phải xử lý, ví dụ như là trả về một cái trang not found. Và trong trường hợp mà chẳng hạn như là chúng ta cần phải xử lý việc cái tay cái trạng thái, như là chúng ta cần phải xử lý cái việc mà mấy cái query string ở trên cái URL vân vân đó, thì để làm việc được với mấy cái đó thì các bạn có thể vô cái khóa học lập trình tiếng Anh chuyên sâu của tôi. Thì các bạn có thể vô cái khóa học, nếu mà các bạn nào tham gia vào cái khóa học React chuyên sâu này thì các bạn có thể vô cái chương 5 này. Đó thì ở trong này thì có rất là nhiều cái các bài học khác nhau, ví dụ là xử lý một cái URL not found này, rồi trường hợp mà cái route nó bị netted, rồi navigate vân vân, rồi chúng ta cần phải xử lý cái việc mà filter cái URL, rồi xử lý cái tay với lại URL vân vân. Rồi chẳng hạn như là chúng ta cần phải xử lý mà khi mà chúng ta click vô một cái menu nào đó thì chúng ta cần phải active cái menu đó lên, ví dụ như là tôi click vô cái menu about này chẳng hạn. Đó thì chúng ta cần phải cái phần menu about này chúng ta sẽ muốn muốn là cho lên sau lên là active gì đó thì hiện giờ thì nó chưa active này. Đó thì nếu mà đó là những cái phần mà nội dung nâng cao thì các bạn để tham gia vào cái khóa học React chuyên sâu này của tôi. Đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái khóa học này. Đó thì bữa nay tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.